Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rolong Finance. Hôm nay mình sẽ chia sẻ và ngồi tâm sự với các bạn về một vấn đề, đó là phần lớn phụ nữ, các bạn gái mập là do nam giới của chúng ta. Đôi khi không phải do họ đâu. Đôi khi họ không có muốn mà ăn nhiều để mà tăng ký đâu. Nhưng mà bởi vì khi mà hẹn hò các bạn nam cứ rủ, khi thì gà rán, khi thì pizza, khi thì KFC, khi thì đi ăn lẩu. Trời ơi, ăn một cái nồi lẩu thì nó nhiều calo kinh khủng lắm luôn các bạn. Nồi lẩu là tổng hợp mà, đâu dễ gì ăn lẩu mà ăn không không đâu, đúng không? Ăn lẩu là phải, khi mà ăn lẩu là phải có nước lẩu nè. Khi mà phải ăn lẩu là kèm theo đủ thứ các kiểu đồ ăn. Có thật khi mà thậm chí ăn lẩu kichi mà ăn hả, có khi còn gấp 3 lần tôi luôn. Tại sao vậy? Tại sao phụ nữ khi mà họ đi ăn ngoài họ lại được các bạn nam dẫn đi ăn? Đôi khi mà các bạn dẫn đi ăn những cái món á mà giống như kiểu là ăn kiêng á, họ không có ăn được nhiều. Mà những cái món ăn á mà gọi là ngon, mà những cái món ngon á, thường người ta nấu á, người ta bỏ nhiều đường, nhiều chất béo. Đồ ăn ở ngoài nấu bỏ nhiều đường, nhiều chất béo lắm. Như tôi á, ở nhà tôi có thể ăn 3 chén cơm, nửa ký thịt, gần nửa ký rau trong một bữa ăn. Nhưng mà khi mà tôi đi ăn ngoài á, tôi đi vô cái lẩu, hồi bữa tôi kể các bạn nghe, tôi đi ăn lẩu, tôi đi vô cái lẩu băng chuyền kichi, tôi ăn đúng được 5-7 dĩa thôi. Trong khi bình thường á hả, các bạn nữ mà đi cùng với tôi á, ăn một lần phải 40 dĩa. Oh my god, nó quá khủng khiếp. Các bạn biết sao không? Tại vì á, tâm lý của phụ nữ á, họ thường họ dễ ăn đường, dễ ăn ngọt, dễ ăn béo. Họ cảm thấy ăn mấy cái đó vô nó thoải mái tinh thần. Nhưng mà đôi khi các bạn phải biết kiềm chế. Đôi khi các bạn dẫn người yêu, bạn gái của mình đi, các bạn phải nhắc nhở họ ăn vừa vừa thôi. Khi mà đi ăn ngoài, cho dù chỗ đó nó ngon, ăn nhiều rau hơn một chút. Cái điều này khó. Đi ăn ngoài mà kêu ăn nhiều rau hơn một chút, khó. Ca này khó, ví dụ này khó. Ăn ngoài mà ăn nhiều rau hơn thì cũng tiền rau thì nó không có bao nhiêu, nhưng mà quan trọng là đi ăn ngoài thì nó quá nhiều đồ dư và chất béo, dễ dàng. Trời ơi, đồ béo nó tăng mỡ ghê lắm các bạn. Các bạn cứ hình dung như thế này, 1 gram chất béo nó cung cấp cho bạn là 9 calo, trong khi đó 1 gram tinh bột hoặc là chất đạm nó chỉ cung cấp cho bạn 4 calo thôi. Đồng nghĩa với việc là bạn ăn những cái đồ mà nó quá béo, ví dụ như một miếng thịt mỡ nè, một miếng gà giòn rụm nè đó, hoặc là hả, cái phần mỡ heo, mỡ bò, trời ơi, cái nó vô là calo nó tăng phi mã luôn, tăng không kiểm soát luôn đó. Cái vấn đề đơn giản vậy thôi. Nên khi mà đi ăn ngoài, khi mà đi nhậu, cách gì để mà bạn hạn chế hấp thụ calo? Đơn giản một điều, hãy ăn nhiều rau hơn. Ăn cá đi, ăn cá là bí quyết tốt đó. Đi ăn lựa chọn các món đến từ cá. Các bạn biết sao không? Tại vì cái chất béo trong cá nó là chất béo hấp thu chậm, và nó một loại chất béo, nó gọi là chất béo hấp thu chậm thì cũng không đúng. Tinh bột thì có gọi là hấp thu nhanh và hấp thu chậm. Chất béo thì có loại là bão hòa và không bão hòa. Thì chất béo trong cá nó là chất béo không bão hòa. Chính cái việc mà nó không bão hòa, nó làm cho cái lượng mỡ trong cơ thể của bạn khó tích tụ hơn. Và từ những cái điều đó, nó làm cho bạn hạn chế hấp thụ lượng mỡ, lượng chất béo hơn. Rồi, xong vấn đề đi ăn, bây giờ tôi nói tới một vấn đề. Các bạn nam ơi, khi mà các bạn hẹn người yêu và các bạn nữ đi ăn, trời ơi đừng có dẫn đi ăn uống trà sữa nữa. Tôi đi đường tôi thấy quán trà sữa gì mà nó mọc lên quá trời quá đổi luôn á. Khung quanh mấy cái chỗ mà khu trường đại học á, 5m quán trà sữa, 5m một quán trà sữa. Trời ơi trời, có quán trà sữa, một cái ly trà sữa nó 500 calo. Các bạn bước lên máy chạy bộ á, các bạn chạy một cái quãng đường cỡ 1 km mà các bạn hoàn thành nó trong 7 phút thì các bạn mệt lắm luôn á nha. Mệt lắm luôn á, nếu mà 1 km so với bình quân mọi người các bạn hoàn thành trong 7 phút là các bạn rất rất là mệt luôn.
mà các bạn chỉ có thể đốt được 70, 80 calo thôi. Thế thì một ly trà sữa là các bạn phải chạy 5 km. Oh. Nên bớt bớt mấy cái đó lại. Dẫn các bạn đó đi uống nước gì mà nó ít ngọt á. Tôi nói vậy thôi chứ tôi cũng đâu có biết nước gì mà nó ít ngọt đâu. Hỏi tôi câu hỏi nó khó quá. Giờ hẹn hò giờ đưa uống đi sao? Uống uống trà nha. Em nha. Uống trà ha. Uống trà nhưng mà không đường không sữa. Đi uống trà sữa không đường không sữa. Đi uống cà phê sữa. Thôi. Ít đường ít sữa đó. Trong mấy cái quán cà phê trà sữa nó có cho các bạn lựa chọn là ít đường ít sữa mà. Các bạn lựa chọn đi, ít đường ít sữa. Chứ đôi khi đó hả, nhiều quá không ổn đâu, không tốt tí nào đâu nha. Yeah, bớt bớt mấy cái đó lại đó, nó vui vậy thôi chứ thật sự thì tôi biết là tôi nói như vậy nhưng mà khi mà các bạn áp dụng nó sẽ rất là khó và các bạn rất là đau đầu. Cộng thêm là đi chơi mà dẫn các nàng ở đây thì cái quán đầu tiên mà các nàng ấy mong muốn đến sẽ luôn là những quán trà sữa đó, khổ vậy thôi. Nói chung là ráng đi, nói chung là mình giúp những người khác giảm mỡ được thì mình cũng sẽ có nhiều khả năng để mình giảm mỡ nhiều hơn đó. Rồi, thêm tóm gọn của vấn đề của video clip này là nói chung là phụ nữ mập á thì do đàn ông, các bạn nữ mập là do các bạn nam. Và vấn đề tóm gọn là khi đi ăn ngoài, khi đi ăn ở ngoài thì hạn chế ăn những cái món chiên xào nhiều dầu mỡ hay những món quá nhiều calo đi. Cà rán, pizza, hot dog, KFC các kiểu. Ăn ít calo lại một chút. Thì các bạn đã rất vất vả để các bạn tập luyện để sở hữu vóc dáng đẹp hơn, cân đối hơn. Thì các bạn phải kiểm soát vấn đề ăn uống. Nếu không các bạn rất khó để có thể đẹp được nha. Rồi, chúc các bạn tập tốt và có một vóc dáng đẹp.